Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, những miền quê yêu dấu là chủ đề tháng 7 của chương trình Giai điệu Kết Nối My Playlist do ekip của Ban Văn nghệ thực hiện. Ở mỗi tập phát sóng của series này, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc mang âm hưởng đặc trưng của các vùng miền khác nhau trên cả nước. Ngay bây giờ, VTV Kết Nối mời quý khán giả cùng đến với những chia sẻ hậu trường của ekip sản xuất về quá trình thực hiện Giai điệu Kết Nối những miền quê yêu dấu. Trời chỉ có chúng ca khúc mang âm hưởng miền núi phía Bắc về các miền quê Việt Nam, dân ca âm hưởng miền Trung, những ca khúc Tây Nguyên, những bài hát về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là 5 tập trong series chương trình Giai điệu Kết Nối tháng 7. Để có thể truyền tải đến khán giả truyền hình những giai điệu quen thuộc với nhiều màu sắc âm nhạc, việc lựa chọn bài hát và ca sĩ được ekip Giai điệu Kết Nối cân nhắc kỹ lưỡng. Sứ đoài xa vắng, khói chiều mênh mông sông Đà buông nắng, nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê. Với cái chủ đề là những miền quê yêu dấu này, chúng tôi mang đến cho khán giả hai cái luồng ca sĩ khác nhau. Một là những nghệ sĩ rất là nổi tiếng, ví dụ như là Trọng Tấn, Anh Thơ, rồi là Hoàng Tùng, O Plus, Đinh Mạnh Ninh. Thứ hai là những nghệ sĩ mới, những cái ca sĩ mà thành danh từ những cuộc thi ở Đài Truyền Việt Nam. Thông thường, mỗi tập Giai điệu Kết Nối được gắn kết thông qua các phần ca khúc hit, ca khúc sôi động, rộn ràng, ca khúc phá cách và ca sĩ nổi tiếng. Với series chương trình gồm những ca khúc mang âm hưởng vùng miền, phần phá cách được ekip đầu tư thời gian và công sức nhất. Phá cách như thế nào để vừa mang đến những sự mới mẻ nhưng vẫn đảm bảo được màu sắc dân gian đặc trưng của các ca khúc? Đến rừng núi xanh tới bốn mùa. Những ca khúc nghệ tĩnh chẳng hạn thì người nghe thường là được nghe những ca khúc rất là đằm thắm chẳng hạn, thì chúng tôi phá cách bằng cách là có những điệu ngân nó dài hơn, rồi là những cái cột hơi của ca sĩ nó rộng hơn, rồi là những đoạn ngắt nghỉ thì có sự solo của các cây ở trong dàn nhạc chẳng hạn, thì nó cũng tạo ra một cái điểm nhấn mà tôi nghĩ rất là đặc biệt để gửi đến khán giả. Bên cạnh chùm ca khúc mang âm hưởng vùng miền trên cả nước, những cuộc trò chuyện với tác giả, ca sĩ gắn liền với các ca khúc trong chương trình hứa hẹn mang đến những câu chuyện mới mẻ và thú vị cho khán giả. Mỗi chúng ta đều có một quê hương ở trong mình. Cho dù đi xa đến đâu thì mỗi khi mà nghe lại giai điệu từ quê hương mình thì tôi nghĩ là đều chạm đến trái tim của mỗi người. Tôi mong rằng khán giả của Giai điệu Kết Nối My Playlist sẽ hưởng ứng và sẽ hòa mình cùng âm nhạc với chúng tôi. Em ơi, hãy lắng nghe. Em ơi, hãy lắng nghe. Nghe thành phố thơ. Giai điệu Kết Nối My Playlist tháng 7, những miền quê yêu dấu, phát sóng lúc 22:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ mùng 3 tháng 7. Mời quý vị chú ý đón xem.